Rồi nhìn hình này nè, ở trên cái tường này đây là một cái pano đúng không? Phải không? Cái pano nằm đây, giờ đây là cái nữa làm gì? Cái pano đó giờ làm sao trên cái tường này? Cái tường đó ra ngoài là như vậy nè, cho nó cái box. Phải cho nó cái box nhưng mà là autorip. Autorip box và autorip. Thì lúc đó nó tự động trên này nó sẽ làm một cái. Rồi chưa? Lát nó lấy cái hình gán lên nó, phải không? Bây giờ cái đó lát nó gán vật liệu, ví dụ như bên phía bên này thì sao? Trên này nó có cái trần. Bây giờ ví dụ giả sử là đây nè, tôi lấy đây, tôi vẽ này là autorip luôn, box là autorip nha. Autorip đó nãy em vừa được bắt kéo từ đây ra đây, xin lỗi. Autorip đó nằm đây nè. Đó là một khối mỏng mỏng rồi, lát nó tính nó vẽ thêm một khối nữa. Tất nhiên anh em có thể vẽ một cái hình chữ nhật để đẩy nó lên được không? Lấy cái này làm gì? Cọc bao buôn giờ không phải đó còn được chết. Anh chàng này là gì? Anh chàng này là phải đi xuống cái này nè, đi xuống xuống mà lấy cái này trừ này cầm bao buôn thích chuyện này vô được không? Anh chàng này có thể scale phóng lớn được không? Phóng theo một phương nào đó để nắm đầu nó, mu nó lên thôi. Vậy nó là cái trần giả trên đó đó, phải không? Ở trên này làm giả này được không? Còn cái phía bên này nè, lật cái này qua đây nè, tất nhiên là mình ngồi mình phải làm bí mật hơn một chút xíu. Anh em mới nói là bây giờ nè, làm cái set này nè, ở đây nè, SP line extended nè, rack nè, là autorig luôn, kéo sát từ đây vô đây được không? Đó được chưa? Vậy thì anh này muốn biến thành 3D làm sao? Extend, extrude, làm mau phải không? Thì nó chính là ra cái chỗ này nè, khung gỗ đây nè, do mình canh thôi. Còn cái cục ở dưới này bữa hôm mình chế rồi gì? Còn mấy cái nệm chỗ này làm sao? Cái nệm mà gọi ấy là làm sao? Có gì đâu. Cái nệm đó nó có một cái là gọi là chamber box. Nhìn lên nè, compound đâu, extended primitive này nó có cái chamber box này. Chamber box là được chưa? Lên đó. Rồi nếu mà nó không hài lòng nữa thì làm sao? Apply. Thường thường là apply cái gì? Chamber box đó apply là editable, gọi là edit mesh. Edit mesh đẩy vô ở cấp độ là vật tách. Thằng này dạng là wireframe. Đó, mấy cái đầu chỗ này nè, cái vật tách đó scale nó xuống được không? Rồi đó, giữa này chia phân đoạn nó ra, nối kéo nó lên thì rốt cuộc nó ra được cái hình chỗ này nè. Mấy khối này, phải không? Gán vật liệu cho nó. Để anh em làm tương đối được chút xíu thì tôi chỉ gán vật liệu, gán cái background làm sao này là cái gì. Được chưa? Làm tương đối nhìn thấy được được chứ. Ở đây ví dụ giả sử ta có một cái door hay window gì cũng vậy thôi. Door. Kéo cái door ra đây. Pivot. Cửa này. Góc này kéo lên, được chưa? Kéo lên. Rồi bây giờ cái cửa đó cái góc mở đó là ra đây này, cho tôi nhìn tôi dễ thấy đi. Tôi đảo bản lề, đảo chiều lập swing qua phía bên này. Cái đó đó là khi mà ta làm nó sẽ có tất cả là 5 thành phần vật liệu của đo. Giả sử đây là creation aspect ratio offset, tôi chỉ cho coi đúng không? Đo này dựng cái này là được rồi đó. Bây giờ ví dụ cái nhà này dựng được không? Dựng cái khối này được không? Cái dưới này cái nền, cái cửa này phải vô là biết cách làm phải không? Cái này cũng biết cách làm đúng không? Thì gán vật liệu thôi. Của nó là dưới là ánh sáng vật liệu là đẹp. Thế thì bây giờ mỗi một cái thành phần cái vật liệu này nó có là nhìn vô đây, cái khung này, cái khung của cánh cửa là số 1, thành phần số 1. Là gì nữa? Mặt trước là số 2. Phải không? Kiến là số 3. Cái gờ trong là số 5, cái này là số 4. Nhìn cái hình nó lại vậy thì bên này window cũng y hệt vậy thôi. Nó có 5 thành phần vật liệu để gán nè, back frame gì đó, inner door. Vậy tôi biết rằng cái chỗ mà cái bevel ở giữa này nè là kiến hay cái gì đó là thành phần số 3. Thì anh em mới ra ngoài trên này nè. Tất nhiên là cái bài liệu nó sẽ làm phức tạp hơn nhiều.
Tôi bấm lên đó. Tôi bấm M. M. Ở đây mới chọn một cái vật liệu nào đó. Vậy đây là cái gọi là Material Editor. Khi em làm vậy là chọn cái gọi là Compact Material Editor, là cái mà nó thu gọn á. Những cái vật liệu này nè, cái ô trên này là những cái vật liệu mà mình muốn. Ví dụ tôi bấm vào đây nè, tôi thấy cái vật liệu đó, tôi chọn là bên tiên shop z, tôi tạo cái vật liệu khác nha. Tôi chọn vật liệu này. Cái nào mà anh em thấy cái dấu này nè, tam giác ở ngắt góc này, có nghĩa là gì? Nó gọi là vật liệu nóng. Vật liệu nóng có nghĩa là anh sửa vật liệu này thì trong này nó thay đổi luôn. Còn vật liệu nào mà nó nằm ở đây là nó gọi là vật liệu nguội. Cái câu này không có, tức là anh sửa tha hồ xong rồi tích được, tôi kéo nó qua rê thả vào đây thôi. Thì lúc đó nó ảnh hưởng trong này. Trong thực tế là tôi lúc mà tôi chỉnh nó đâu có muốn là ảnh hưởng ở trong này đâu. Giờ năm thành phần vật liệu này nè, thì trong cái vật liệu này ở trên này nó có rất nhiều vật liệu khác nhau. Nhưng bây giờ tôi bấm một cái ô nào đó, anh em bấm một cái ô này thôi, cái ô này có thể phóng lớn được mà. Số lượng ô này có thể thay đổi được, là cái số lượng ô đó là dưới này nè. Để coi nhé. Để coi nó có một cái vật liệu số lượng của nó và là cái map đó là dưới này. Nên mới chọn một cái ô nào đó và bấm vô cái ô bên này. Đổi vật liệu nó là multi subset, là vật liệu đa thành phần á. Nguyên cái dòng này tôi chỉ anh em kỹ lắm. Rồi nó quăng vật liệu cũ luôn. Nó hỏi số lượng vật liệu, thành phần vật liệu, tôi nói cái này có 5 thành phần à. Set số lượng là 5. Ok. Là 5 thằng này nó đen thùi, không thấy gì hết. Tôi nói là đánh số cái ID là 1245, cái số này tôi có thể đổi được. Nhưng sao tôi giữ nguyên trật tự của nó. Và tôi nói là bây giờ tôi bấm vào ô này để tôi làm thành phần số 1. Anh em bấm cái diffuse, nói bây giờ là tôi chọn anh màu gì đó. Rồi chưa? Đó là thành phần 1. Bấm vô đây nè, bấm cái diffuse. Tại cái thành phần đó nó ảnh hưởng nhiều nhất cho đối với kia. Nói anh chàng đó là vật liệu là 2. Rồi xuống dưới này nữa, nói anh chàng này nè, màu á là màu này. Này mình dùng kiểu không? Tôi tạm là vậy. 1, 2, 3 là gì? 4, 5. 3 là thằng này nè. Thằng này chính là thành phần mà vô cái cửa kiếm này nè. Cho nên là tôi mới chỉnh transparency của nó, opacity tức là độ đục của nó, transparency là độ trong suốt của nó. Thằng này khoảng chừng 30% tức là độ trong suốt khoảng 70, ngược lại. Rồi vật liệu là gì đó, tôi đổi nó thành cái màu xanh xanh lơ lơ gì đó cho nó dễ, làm nó dễ thấy. Rồi. Rồi thằng này. Anh chàng này vật liệu là đây. Đang giới thiệu thôi nha, chứ không phải là vật liệu mà làm chỗ này nha. Ok, thành phần 1245 là thành phần màu này nè. Nó nhiều lắm cho nên là nó phức tạp mà. Cái hệ vật liệu là phức tạp. Rồi, sau khi làm đó tôi bấm vô đây. Hết sức cẩn thận. Này nè, rê vô chỗ này. Nó hỏi, nó instant luôn. Tức là anh thay đổi thì này thay đổi. Này, thành phần số 2. Này, thành phần số 3. Thấy chưa? Anh chàng này là thành phần số 4. Cứ rê thả thôi. Này là thành phần số 5. Cái cửa này đang được chọn thì lúc đây cái nút màu xanh chỗ này nè, gán vật liệu vô đối tượng chọn. Thấy này nó trong không? Hiểu kịp không? Cho nên là đó lý do tại sao là ví dụ như anh chàng này cũng vậy nè, tôi nói bây giờ tôi đánh M trở lại. Gán vật liệu vô đối tượng chọn. Đó là như vậy. Đó lý do tại sao mà tôi thấy bên này tôi thấy vật liệu đây nè. Hiểu không? Nhìn xuống xuống qua nè. Được chưa? Rồi anh em tạo thành phần nó đi xong mới nói tới chuyện render gì đó. Bàn ghế giường tủ gì đó không biết. Bây giờ ở đây nè, nhìn này, ở trên mặt bằng trước là top đã. Tôi muốn nhìn vô đây đúng không? Ra ngoài nè, create nè, nó có cái camera. Nó có cái target, chọn cái là standard nè. Là target spot, tức là cái này đã dạng là camera này nó nhìn từ đây vô nè, giả sử nhìn từ đây vô đây. Được kịp không? Nhìn vô đó. Thì trên cái camera, camera chứ phải đèn, còn trực tiếp. Camera, target. Target là nhìn camera nhìn từ thẳng từ đây vô đây, do cái góc mình đặt thôi. Bây giờ mới nói là bây giờ cái camera này nhìn ở góc này nè, bấm chích phải qua đây mà nói là trên này nè, nó có hai thành phần, nó gọi là camera và target của nó. Target của nó bấm cái đó mới nói là cái chú này nè, dời lên một cái đoạn là bao nhiêu đó. Còn trục dép, kích chuột phải vô đó mới nói là bây giờ tôi dời theo trục dép này nè, lên ngang cỡ gần mặt người, cỡ 1m6 mấy đó. Phải không? Bao nhiêu đó do tôi thôi. 160 160, không biết là nó dời nó lên chỗ nào không biết nha. Phải nắm dời này lên nè, được chưa? Một chút dời chỗ này lên nè, này nó nằm đâu, nó nằm lọt đâu phía này mới ghê. Bấm qua đây, quay qua đây đi,
cho nó một cái camera từ đây nhìn qua ta ghét, nhìn hướng này chứ không phải hướng đó. Đó, nhìn đây qua đây, cái camera này nè, nắm đầu nó dời lên, đúng không? Anh em nào thích thì vô trong target của nó đó, dời lên luôn. Rồi, đánh cái chữ C ở bên này nè, kích chuột vô đánh chữ C thì camera đang nhìn thấy cái đó đó, được kịp không? Target của nó camera này nè, kéo xa ra chút gì nữa, kéo camera xích qua trái qua phải gì đó thì do mình thôi. Camera nó nhìn thấy cái đó đó, đánh chữ C mới thấy đó. Nhưng bây giờ làm sao thấy được cái nền nó đằng sau này? Trên cái camera này nó mới vô là trong rendering này nó có một cái gọi là environment nè, mới nói là cái bitmap ở đằng sau lưng á. Lấy cái nền này nè, chọn cho nó cái hình bitmap, bitmap nó chỉ từ đâu do mình thấy là beautiful sky gì đó nãy tôi lấy, xong nói ok nếu mà ra được cái góc đó phóng lớn này lên thì tôi mới render anh. Nó không thấy cái nền đằng sau, mình đặt thôi, do mình đặt cái nền đằng sau thôi, mình nhìn thằng đó rendering cái đó nó có background không vậy? Đó do mình gán này, được chưa? Chỉnh cái độ trong suốt lại cái kiếm này nè, vật liệu của cái kiếm đó em mà số 3 rồi. Tôi đang chọn này đúng không? 1 2 3 đúng không? Đây là chỉnh trong suốt lên cái opacity của nó, trong suốt lên cái màu của nó là màu gì đó. Màu này nó đục quá. Trong lên một chút. 15%. Shift Q. Không thấy được cái nền đằng sau. Bây giờ nhìn vậy thì anh em làm chuyện gì? Đặt camera đại vô đó, tôi sẽ nói chuyện camera sau. Set cái background render đó để làm cái có những cái đối tượng của mình ở đây. Giả sử là đây tôi dựng một số cái, ví dụ tôi dựng cho nó một cái box ở đây, dựng cho nó một cái sphere quả cầu, đây cylinder, nó là vậy. Bây giờ anh em làm ở đây vậy nè, gõ m là material, trong này gọi là material editor đúng không? Thì nó có một cái tên là gì nè, ở đây trong gõ trên cái trang rendering, trên cái trình đơn rendering nó có một cái là material editor, là cái bộ và biên tập vật liệu. Material map browser, material map tức browser là cái bộ duyệt của cái material đó. Material explorer, bấm gõ m là xong. Ở đây nó có hai cái, gõ m đi. Ở trên này nè, từ cái bảng mà khoảng chừng 2011 trở đi, hình như vậy, 2011 nó có một cái gọi là, trước đây nó gọi là compact material editor, chính là cái bộ này. Cái bộ này trở về trước là nó giống như nhau hết, sau này nó mới làm để cho nó thống nhất với lại các cái phần mềm khác của Autodesk nói chung. Thì nó có một cái gọi là slate material editor, cái dạng mà dạng bảng hay dạng phiến, dạng tấm, dạng phiến, nó gọi là slate material editor. Nó ra cái dạng này, nên nó bật lên dạng này. Ví dụ tôi kích vô một cái vật liệu nào đó, đó là vật liệu này, thông số là ở đây đúng không? Các cái thông số map của nó vô lên. Em mới nói vậy thì ở đây tôi có một cái bitmap kéo thả ở đây, nó cái bitmap đó lựa cái hình này chẳng hạn, ok, open nó. Cái map đó sẽ tác động đến cái depth field map. Hình dung kịp không? Nó cho người ta mới nhìn thấy rằng một cái vật liệu như vậy nó sẽ được tác động bởi bao nhiêu thành phần. Thì bây giờ cái chuyện này không có gì khó hết. Cái chuyện này không có gì khó hết. Mà nó là đây là cái vật liệu và những cái thành phần tác động đến nó. Bây giờ tôi sẽ nói ở cái thành phần hết sức căn bản là vậy, vô cập bật vào đây. Cái ô trên này chính là những cái gọi là material lot, nên em bấm cái đó nó có thể bự lên để cho chúng ta nhìn. Rồi chưa? Ở đây tôi để là auto update, tức là khi mà tôi sửa vật liệu đây nó sẽ đó. Một số thông số khác anh em nói sample type anh muốn dạng nào, sample type anh muốn dạng dạng trụ, anh muốn dạng là hộp khối vuông, hay là anh muốn dạng cầu, là để nhìn cái vật liệu mình map lên đó như thế nào. Ở đằng sau này ví dụ là backlight đó, nếu nó không có cái đèn backlight nữa là thấy nó tối đằng sau đúng không? Có cái đèn ở đằng sau gọi là backlight, giống như mấy cái màn hình máy tính của mình là mấy cái đèn mà LCD thì thường thường nó có cái backlight. Từ giờ anh em xài thời gian ví dụ đó, đứt cái backlight ra phải ra ngoài thay cái đèn backlight. Thường ra màn hình LCD nó không sáng mà nó phải có cái đèn ở đằng sau chứ, đằng sau này nó xài đèn led thì nó mới đẹp.
Đây, ở đằng sau này nó có một cái gọi là cái background của nó. Background nó để khi nào mà anh em chỉnh cái sự trong suốt ở chỗ này nè, giảm cái opacity xuống thì anh em nhìn thấy nó xuyên qua bên kia. Cho mình thấy cái dịch liệu đó nó xuyên qua bên kia. Opacity chính là độ đục, độ ngược lại của nó là transparency. Nó rất đơn giản nhưng mà nó nhiều thứ quá thôi chứ gì hết. Ok, cái này là UV styling, là gì? Chẳng qua là để cho chúng ta map vật liệu mà ở dạng là gì, cái là sample đó. Styling đó là giống như mình xếp gạch đó, nó gọi là styling. Rồi video color check, ở đây nó có một cái là back review cái vật liệu này, tôi có thể thay đổi và tôi làm cái review nó. Có một số cái option khác anh em nhìn thấy là vật liệu đó như thế nào đâu đó nha. Ví dụ tôi bấm option ở dưới này nè, bấm vào cái option này, bấm vào cái option này cho bạn option. Ví dụ tôi nói là bây giờ cái vật liệu này manual update, hiện thời nó đang là auto update. Những cái vật liệu nó, những thông số này tôi giải thích sau. Tôi nói chứ bây giờ cái ô này nè, tôi tăng lên, tôi tăng số ô nó lớn lên, thì lúc đó cái số ô này nó nhiều. Ok, nó ra nhiều đúng không? Option. Có nhiều khi tôi làm nhiều vật liệu quá, 6x4 nó ra vật liệu vào đây. Mà muốn nhỏ quá không thấy thì lúc nó nhỏ quá không thấy thì bấm này nó nhảy ra đây. Rồi chưa? Đó, nó lại vậy đó, mục tiêu nó là vậy thôi, không có gì hết. Vậy thì tôi giải thích ở dưới này nó là cái gì. Anh em có một cái đây nè, select by material này để lựa, em dựng lựa đối tượng by vật liệu, bởi vật liệu. Còn đây là nó gọi là material map. Map đây nó tạm, đây là chính là các cái họa đồ mà chúng ta áp lên, nó gọi là map. Họa đồ chúng ta áp lên đó. Một cái đối tượng của chúng ta sẽ có rất là nhiều cái họa đồ khác nhau. Như vậy thì vật liệu, material editor là một cái phức tạp ở trong Paris Max, trong Paris Max còn cái rất phức tạp. Thì nó sẽ có, gồm có những gì thì ở trên này nó sẽ hiện cái cây thư mục ở dưới đó, một thành phần cha, bao nhiêu thành phần con. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi chúng ta có bao nhiêu vật liệu, anh em nhìn sơ qua đó. Ở đây là chúng ta lấy vật liệu từ cái đối tượng get the material, đúng không? Chọn cái vật liệu vào đó, quay chúng nhìn đây. Còn ở đây á, là gán vật liệu, ví dụ như giả sử tôi chọn ở đây và nói bây giờ này tôi đổi màu anh này, dịch phim, đó là cái gì đó. Và tôi đẩy vật liệu vô đó. Put material xem này là gán vật liệu vô đó. Khi những cái vật liệu nào xuất hiện trên đó, anh em thấy cái dấu ở trên này nè, thấy không? Ở đây nó không cần phải quá nhiều như vậy cho nên là tôi làm ít thôi. Bấm vô cái option của nó, tôi bấm vô option của nó. Trên option đó tôi nói là 3 x 2 tức là 6 ô vật liệu vào đây. Thế thì bây giờ vật liệu là ghi cái gì ở chỗ này? Cái thuật toán của đồ họa nè, nha, nhìn. Ở dưới này là chúng ta gán vật liệu vô đối tượng, ai cũng biết cái chuyện đó. Ở đây là chúng ta lấy vật liệu từ đối tượng, lấy đôi vật liệu mình đã pick cái màu của nó, lấy vật liệu của đối tượng. Tôi bỏ đó, bây giờ tôi có một cái tên là cái vật liệu 1 đó, nói là vật liệu này là vật liệu số 1 do tôi tự chế lấy. Anh em nhìn ở dưới này nè. Cái thành phần căn bản của nó gọi là shader basic parameter, là những thông số cơ bản của cái bộ gọi là bộ tô bóng, bộ shader. Trong các cái chương trình offline render, render offline ấy, là giống như Paris Max vậy đó, hay là những cái chương trình mà render chúng ta thấy là nó dùng thằng đó, nó render rất là lâu. Nó lâu nhưng mà thực ra là nó độ bóng thật. Còn những cái game là thường là độ bóng ảo. Và kể cả render real time rendering, ví dụ như Lumion hay là những cái phần mềm khác render real time vậy, là thường là độ bóng giả, không độ bóng thật. Ví dụ nó độ bóng giả là vậy, ví dụ tôi có một cái chai đứng giống vậy, thì ở dưới của nó, ví dụ cái bóng của này thì nó có một cái bóng, cái hình màu đen, rồi giả làm cái bóng của nó, cái hình đó hình tròn. Ví dụ cái xe thì cái bóng nó hình chữ nhật. Cái cây thì nó làm gì. Còn nếu mà đúng ra thì lát nữa tôi chỉ anh em, tại vì nó sẽ có là gì? Tôi đặt một cái đèn, cái cây đứng như này, tôi đặt cái đèn, thì lúc đó cái đèn này nó có thể render theo ở dạng thể tích hay là tự nguyên, tùy thể nó chiếu cái bóng đổ xuống đây. Thì cái chuyện đó mà render đó là các cái kỹ thuật liên quan tới game và render nói chung. Và cái chuyện render là một chuyện rất tốn nguồn lực của máy tính. Còn tại sao nó tốn nguồn lực của máy tính thì nó có một cái gọi là graphic pipeline. Nên mới hiểu cái thứ đó thì mới hiểu là tại sao nó render nhanh hay là lâu. Thì cái bộ này shader dưới này nè, khi nào render offline thì nó mới chọn những thứ này. Thì chúng ta có một số loại như thế này, những thông số cơ bản của cái bộ tô bóng đó là đây. Anh em đếm là mấy cái, 1 2 3 4 5 6 7 8, tên phong mà thấy không, bùi thường phong đó. Ở Việt Nam đó là một trong những phương pháp render mà trâu cài nhất của trên thế giới là hay xài phong. Những phương pháp khác nó suy ra lát tôi giải thích cho anh em đó là cái gì. Như vậy thì cái thông số cơ bản của bộ tô bóng, nếu nó có đổi chăng, ở dưới này tôi đang chọn là fly, là clean, trong trường hợp này là clean, đó là cái gì thì lát tôi giải thích. Thì cũng cái vật liệu đó, anh em có thấy ba thành phần căn bản của nó, nếu nó có thay đổi chăng thì nó sẽ thay đổi một cái là, giờ nhìn xuống dưới là specular highlight, lát nữa nó sẽ thông số, giờ nắm cái căn bản đó,
Ở dưới này là có ba thành phần: ambient là thành phần vật liệu không được chiếu sáng trực tiếp, deep field là ánh sáng tán xạ trên nó, specular là cái phần được chiếu sáng trực tiếp và chói rọi sáng chói nhất ở trên nó, trên vật liệu phản chiếu sáng nhất trên nó. Vật liệu trong cái cảnh đó, ví dụ như bữa trước mình có cái vật liệu là đây, trong cái cảnh của nó, ví dụ cái nhà đó là đây nhà này. Ở trên này tôi có thể đặt đèn, cũng ở trên này tôi có thể la gán trong cái vật liệu. Cái cảnh đó nó có thể sáng bằng cách là do đèn đặt lên đó. Nó có hai loại đèn, lát qua buổi tới sẽ nói. Tức là một là đèn để chiếu sáng, hai là cái đèn để trang trí, có thể là như vậy. Thì bây giờ ví dụ như trên này, cái vật liệu này là có thể là vật liệu tự phát sáng, hoặc là tôi đặt đèn, hoặc là tôi có thể vẽ một cái vật liệu nào đó do đó, là tôi vẽ một cái khối nào đó trên đó và tôi cho nó tự phát sáng. Thì không có cái vật liệu nào mà nó được sáng cho bằng là cái tự thân nó phát sáng. Nó thì nó có một cái gọi là cell illumination là nằm ở chỗ này. Được chưa? Phát sáng nó theo cái gì? Phát sáng theo màu hay là phát sáng theo một cái map nào đó? Cái này là cái gì? Lát tôi giải thích. Vậy thì anh em xem thông số cơ bản nó lại vậy đi ha. Ở đây là deep field level, anh em có thể tăng cái này để tăng cái độ mức độ tư của cái màu đó. Ở dưới này là specular highlight, chính là cái đốm rực nhất. Nó có 3 thành phần là ambient, deep field và specular. Ánh sáng tán xạ, ánh sáng từ tán xạ được xung quanh, ánh sáng không được, ánh sáng môi trường á, không được chiếu sáng trực tiếp, dùng vật liệu không được chiếu sáng trực tiếp, dùng và vật liệu đây là màu cấp tán, màu chủ lực của nó, và cái phần mà sáng được nhất của nó ở đây. Có cái gì đó khác chăng khi ta chọn phương pháp khác? Thì chỗ này nó khác, thấy không? Thấy nó khác không? Nguyên tắc nó giống nhau, nhưng chỉ có khác cái chỗ specular highlight rồi thôi. Nó là cái gì thì ta về tôi sẽ giải thích, nhưng mà anh nào hiểu tinh tế cái chuyện đó, cái bộ này sẽ dùng những vật liệu nào thì lúc đó render nó đẹp. Còn nếu không có, anh gán vật liệu thì cũng được, ai gán thì cũng được, nhưng mà gán xong nó ra cái gì thôi. Rồi chưa, cái thông số này gần như là không thay đổi, chỉ có thông số của specular highlight là thay đổi. Rồi chưa, và ở trong này nè mấy anh em thấy cái ô vuông này, cái đó nó gọi là những cái quả đồ lấy, thường có thể là texture, là những cái hình mà chúng ta lấy, những cái quả đồ chúng ta lấy từ bên ngoài, từ cái hình chúng ta xử lý từ Photoshop, hình ta chụp, hoặc là những cái mà do thuật toán nó tạo ra. Nó có hai dạng giống như vậy. Tức là một là do chúng ta lấy hình từ ngoài map vô. Mấy anh em mới học toán ở dưới phổ thông, nó là ánh xạ gì đó, là ánh xạ xong ánh toàn ánh gì đó, thì mấy anh mới lập trình lấy một cái hình này map lên cái đối tượng. Thì trong trường hợp ví dụ như cũng cái ô lưới đó mà nhiều cái ô, nhìn nhiều cái ô hình gán lên đó, hoặc là từng ô lưới là từng cái hình gán lên đó, tất cả những cái thông số của cái hình này có được gán lên hết trên cái đối tượng đó, đối tượng nguồn và đối tượng đích đó. Thì lúc đó mới học, ngày xưa học toán đó, xong ánh đơn ánh toàn ánh gì đó, thì đó là trong toán, trong đồ họa máy tính nó sẽ xài cái chuyện đó. Và tất cả những cái map ở đây nha. Rồi bây giờ tôi tóm gọn như này chút xíu đi. Đụng tới đồ họa máy tính đó là đồ hạng nặng á, đó là kể cả anh lập trình cũng phải là đồ thứ thiệt mới dám đụng tới nó. Bây giờ anh em nhìn ở đây như vậy đi, những cái ô vuông này chính là những cái map, những cái quả đồ. Cái map đó có thể là lấy từ một cái texture, cái hình chúng ta xử lý, mà hình nó có thể chụp từ ngoài vô, hình nó có thể là xử lý trên máy tính gì đó. Ở đây nè, điều tôi muốn nói với anh em là chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 cái, đúng không? 8 bộ tô bóng đó dành cái gì? Vật liệu ở đây có bao nhiêu vật liệu, đếm đi tùy thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15, rồi chưa? Bây giờ trên cái vật liệu đó anh em mới nhìn là vậy, là tôi có bao nhiêu bộ tô bóng? Hồi nãy là 8 bộ tô bóng hả? 8 bộ tô bóng với 15 loại vật liệu khác nhau, cũng vật liệu đó nhưng nhiều 8 kiểu tô bóng khác nhau, sẽ đây khác nhau. Và cái map ở dưới này, anh em nhìn cái map này nè, tôi bấm vô cái ô này thì cái map này có bao nhiêu map, đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 đó, khoảng 30 mấy cái map khác nhau. Được chưa? Vậy thì cái gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Vật liệu mà nó gọi là vật liệu standard đó, vật liệu standard, dưới này nó có cái vật liệu tên là standard. Vật liệu đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chuẩn. Vật liệu đó khi ta bấm vào nó sẽ đây nè, gồm có 3 thành phần. 3 thành phần này lại có thể phối hợp lấy từ 35 cái map đó, hoặc là tổ hợp của nó giữa nhiều kiểu tô bóng khác nhau. Vậy thì cái số vật liệu mà tạo ra, có khi anh em tạo ra những vật liệu mà trong thực tế không có. Đó là như vậy, hiểu không? Đó là chúng ta có tất cả là nãy là mười mấy vật liệu, 15 vật liệu, 8 kiểu tô bóng, mỗi cái này là 3 thành phần căn bản và 35 cái map khác nhau.
Như vậy thì đầu vật liệu đầu tiên, tôi nói vậy đó, vật liệu đầu tiên là vật liệu standard, là vật liệu tiêu chuẩn gồm ba thành phần đó. Vật liệu thứ hai, để tôi qua vứt cái này qua bên này, tôi lấy cái vật liệu thứ hai. Cái vật liệu thứ hai là vật liệu flan, vật liệu cellulax. Đó là ở đây nó có vật liệu cellulax không đó. Ở đây cell material nó có vật liệu tên là cellulax. Đây cellulax. Cellulax nè. Flan nè. Double size nè. In and pen. Đúng không? Vật liệu đó là vật liệu thường là hai thành phần. Tức là vật liệu đó được cấu tạo từ hai vật liệu khác. Vật liệu standard là một, những vật liệu như là flame là trộn lại. Đúng không? Vật liệu double size là vật liệu hai mặt. Vật liệu ví dụ như trong ở ngoài này là một cái vật liệu khác, trong là một vật liệu khác. Vật liệu in and pen là dành cho những giống như mấy anh em vẽ phim hoạt hình đó. Đúng không? Có những cái rất là tôi chỉ cái chỗ mà em xin anh em là render lên lên, nó cho free của Disney, nó cho free. Nó có cái vật liệu cellulax là vật liệu giống như kiểu lấy hai cái màu của hai cái thùng sơn mình đổ vô mình trộn, nó giống như cái đồ răng ri á, thì nó gọi là vật liệu cellulax. Vật liệu top bottom, trên và dưới, thì vật liệu đó là những vật liệu hai thành phần. Hai thành phần đó lấy từ đâu? Nó nói có vật liệu composite là vật liệu 10 thành phần, nó gọi là vật liệu composite, vật liệu tổng hợp đó 10 thành phần. Multi subset là vật liệu rất là nhiều thành phần, số thành phần là không hạn chế, bây giờ nó gọi là multi và nhiều, sub là những thành phần con, nó là như vậy. Thì còn đây là những cái vật liệu khác, vật liệu này dành cho kiến trúc đúng không nè. Rồi như vậy điều tôi giải thích từ trên nè, advanced lighting override chẳng hạn, trong trường hợp nó dùng cái vật liệu đó để cái chuyện là nó làm những cái hiệu ứng ánh sáng hay cái gì, nó gọi là advanced lighting override, vật liệu của kiến trúc. Cho nên anh em mà xài á, thật ra là nếu anh em nào xài kiến trúc thì những cái này là cái những vật liệu mà ta nên làm body smart design. Nó có đầy đủ những vật liệu kiến trúc trong đó. Nó có những cái tool để anh có thể nối với lại, anh có thể nối với Revit ngon lành. Thằng này nó vẫn nối với Revit nhưng mà nó không ngon mà thằng kia thôi. Điều thứ hai nữa là trong đó nó có nối với lại Civil 3D để cho ví dụ anh em render một cái cảnh. Và trong đó trong body smart design nó có cái công cụ là mô phỏng chiếu sáng tự nhiên. Để đặt cái nhà giống vậy được tính chính xác luôn là qua cái đèn nó đặt ngoài đó giả lập mặt trời. Cái độ rọi ở mặt bàn này là bao nhiêu? Bao nhiêu lít ở chỗ đó. Rồi, như vậy thì vật liệu double size và in and pen, vật liệu matte and shadow là vật liệu giống vậy. Matte shadow là chỉ có là cái vật liệu mà chỉ nó gọi là gì, vật liệu mà nó che background thôi, nó không che đối tượng. Giả sử tôi có một cái đối tượng, tôi có một cái đối tượng là cái chai này nằm đứng ở đây, là cái tòa nhà, có một cái máy bay 3000 của nó. Em xin lỗi nha, cái vật liệu đó che đối tượng không che background. Được. Che đối tượng, che background tôi quên lâu á. Ví dụ tôi có một cái, có cái background là nó có cái, nó có một cái tòa nhà nằm ở đây. Tôi giả lập là một cái máy bay bay ngang qua chỗ đó, nhưng mà nó bay tới chỗ đó là nó bay vòng phía sau lưng của cái tòa nhà đó, như cái hình này đây. Hình này đây. Làm sao mà anh thấy nó xuyên qua đó được? Thì lúc đó nó mới dùng cái, nó vẽ cái khối đúc bằng cái hình của cái tòa nhà đó và nó dán vật liệu đó là mét. Tức là lúc mà anh render lên nó vẫn nhìn thấy cái background đó, nhưng mà cái đối tượng nào, đối tượng 3D nào mà đi ngang qua nó là nó che mất. Cho nên là lúc mà nó bay ngang qua đó thì vẫn thấy cái hình đó, nhưng mà có cảm giác rằng cái đối tượng cái máy bay nó khuất cái đằng sau cái tòa nhà đó. Thì cái đó trong cái hiệu ứng hoạt hình nó hay lắm. Rồi sau này anh em có thấy một cái nữa là Autodesk nó giới thiệu ra ngày xưa mà những cái chương trình mà biên tập phim á, Việt Nam mình ví dụ như ở đây trong các trường đại học khoa mỹ thuật là hay dạy Final Cut Pro. Ví dụ Autodesk của Adobe nó có ví dụ như Premiere, nó có ở ngoài nó có mấy ngã Bitly Kit. Mấy anh em biết là nội cái chuyện dựng hình đó không, người ta học một cái người ta về dựng hình đám cưới, nó mở cái chỗ nó làm rồi. Dựng đầu băng rồi làm đầu băng rồi đó, nó sống rồi đó. Ví dụ như sao nó cái giá nó rất là đắt, hay là Flame nó lên một cái hệ thống lên khoảng chừng vài trăm ngàn đô. Ngày nay giá nó lên, ví dụ cái máy mát nó mạnh lên rồi, những cái bộ nó còn sắp tới nó khoảng chừng, giá hiện nay nó khoảng chừng 3.500 đô cho một cái bộ dòng dòng. Rồi, vậy thì hiểu vật liệu mát nó là vậy ha, đúng không? Đó là như vậy. Vật liệu Morpher là vật liệu gì anh em hiểu không? Morpher là cái vật liệu, nó gọi là vật liệu biến hình. Ở đây là nhìn vô đây là thấy vật liệu Morpher, nhìn này nè. Hiểu cái hiệu Morpher, Morpher material, tôi nói giả sử tôi có một cái ly và có một cái chai. Tôi có cái mặt một cái con người này và cái mặt một cái người đàn ông, một người đàn bà, và tôi cho nó biến hình là từ cái mặt ông này biến thành cái này,
hiểu không? Cái đó gọi là morphing, là biến hình. Thì trong đồ họa máy tính, là trong toán học là dữ dội lắm. Nhưng mà ví dụ tôi có cái miếng giá trên cái vai của một cái, tôi có cái con báo nó chạy, cái con báo trên da nó hiện đúng đang khi nó chạy thì là cái vật liệu đó phải tự động biến chuyển theo khi nó chạy á, người nó động. Cho nên là anh em biết là ở ngoài ví dụ như những cái trường mà nó trường đồ họa lớn trên thế giới, tôi rất muốn làm cái chuyện đó ở Việt Nam, nói thật tình mà nói vậy, tôi rất muốn làm. Nhưng mà làm gì làm cái chuyện mà muốn làm tinh tế nữa thì anh phải có thời gian để ngồi, đúng không, nghiền ngẫm cái đó. Ví dụ anh làm tới 6 tháng 1 năm, Việt Nam mình toàn sỏi thì không à, nó làm được, mở được, nó lại vậy đó, nó thẳng thắn là mở được, nó toàn sỏi thì nó vô học nó như đó là xong. Còn nó thành một cái nghề mà nó luôn, ví dụ nó học nguyên cái vàng nó ra là ra Hollywood rồi, hay là những cái cơ sở mà làm lớn á, nó lấy anh em coi mấy cái đầu phim ở nước ngoài nó làm những hiệu ứng rất ghê gớm. Nó có gì gì máy tính giống mình, phần mềm mình còn đủ nó nữa. Nhưng có điều là tại sao trình độ mình không lên tới đó, ở trong trường mình đào tạo cái gì, cái vật liệu morpher là vật liệu giống như vậy đó, nó tạo nha. Ở đây nó có multi subject để anh em hiểu rồi, vật liệu research là vật liệu bằng rò dò, gọi là theo đúng tiếng Việt nghĩa cái gì, nghĩa là phương pháp dò tiền, dò tiền. Mà thường là cái này để gán cho cái gì, không là vật liệu là thủy tinh, vẽ thủy tinh, vẽ cái ly rồi anh em đổ nước vào đó đúng không. Thì bây giờ anh em vẽ vẽ thủy tinh, anh em vẽ mà mấy anh em vẽ ngồi vẽ tĩnh vật á, mới đầu vẽ cái ly, vẽ giờ những cái vật không có nước, không có chất lỏng ở trong đúng không, rồi hai chất liệu khác nhau ngồi vẽ tay. Bây giờ cái vật liệu thủy tinh là lúc anh em render rất lâu, tại vì một bất kỳ một cái vật liệu nào nó cũng có thành phần xuyên qua, thành phần bản thân này hấp thụ và phản xạ lại. Thì cái chuyện mà là anh em mà trong cái cảnh của mình mà gán vật liệu thủy tinh kiếm càng nhiều chừng nào mà vật liệu đó lại có chiết xuất của nó nữa, trong này nó cho bánh xuất, nó cho chiết xuất của nó là bao nhiêu nữa, cái tia sáng nó qua đó nó gãy rồi đúng không. Thì lúc đó là render rất lâu, thì vật liệu ray trace là nó render đẹp lắm, nó rất đẹp. Vật liệu ray trace là vật liệu này, nè, material nên nhìn đây này, tôi đang nói tới khúc dưới này, material editor này đúng không, material type nè, rồi type material nhìn nha, nói đó hoài, nhìn đây là vật liệu standard này. Setting nè ha, anisotropic là vật liệu này, và để nói này lát quay lại cái này sẽ dùng trong trường hợp nào. Vật liệu standard, vật liệu ray trace, thấy vật liệu ray trace không nè, thấy không, nó vừa là bản thân nó vừa phản chiếu, nó vừa khúc xạ, dùng cái này render cực kỳ chậm. Bây giờ tôi nói cái bộ tô bóng anh em nhìn nha, để tôi nói tiếp cái chỗ này đi rồi nói tiếp. Thực ra nó không có gì khó, nhưng chỉ có điều là gì, là Feta phải nhìn vô đó. Bây giờ tôi sẽ lần lượt nói các cái bộ tô bóng nó xài trong, tôi quay lại đây rồi tôi nói map cho anh em, rồi anh em hiểu và là lúc nó tạo vật liệu gán vô, chỉ chỗ gán sao cho đúng, đúng không, vậy thôi. Nó không có gì khó hết, vấn đề là hiểu trong đó. Này là một cái, nó viết cả cái cuốn dây cua gì này, vật liệu trong Paris Smart đó, viết cuốn dây cua luôn. Vậy đi cái này, những phương pháp tô bóng nào anh em nhìn đây cho nó đúng. Đây nè, anisotropic ở đây, nhìn đây. Đây là những bộ shader cạc màn hình, mà ví dụ anh mua mà cái máy, ví dụ như những cái máy như tôi, Alienware là nó có những cái cạc đó, nó xử lý shader, tức là xử lý độ bóng tốt, thì lúc mà chơi nó hiệu ứng nó mới đẹp. Có những cái game mình cài vô nó báo không có cái shader đó không chạy, cái cạc nó không tương tích, không chạy được, và cái game nó lập trình lên cái hàng mà thằng cao thủ đó. Còn thôi nó giả hết nha, game mà mấy game yếu màu xấu mắt. Còn ví dụ như có những cái máy mà chỉ duyên nó nói là máy này anh mua chỉ dài cho két thôi, tức là anh vẽ két vậy đó, đâu cần độ bóng cái gì đâu. Còn ví dụ con máy mà anh em mà lấy ví dụ là làm những cái hiệu ứng rồi thấy được sóng chớp rồi khói rồi mây mù đó, nó tôi sẽ chỉ nè, tôi chỉ trong khóa này luôn á, rõ ràng là rất khó. Vậy thì shader nó làm cái trò gì đây nè, đây nè, shading time nha, chính nhờ thằng đó, thành ra cái cạc màn hình nó mua, nó gọi là vật liệu anisotropic shader, cái bộ tô bóng mà dị hướng, isotropic là đẳng hướng, mà anisotropic tức là dị hướng. Vật liệu này dùng để tạo ra những bề mặt dạng elip, đúng không? Dạng nó có những cái elip, nó phản chiếu dạng elip này nè. Và cái này dùng cho cái gì biết không? Để dùng cho tóc, kiếm và những bề mặt được đánh bóng, mặt kim loại được đánh bóng thì dùng cái này. Anh dùng cái khác, nó không có báo gì hết, nhưng nó không đúng, không đẹp thôi, hiệu ứng nó không thật thôi, hiểu kịp không?
Vậy thì anisotropic ở chỗ này nó là chính là cái này, dành cho anh mô mô sợi tóc này. Mấy anh em biết là trong đồ họa máy tính là xử lý ghê nhất là xử lý hair đó, với lại purse, hair là tóc, purse là lông. Ví dụ vậy, vô nhìn cái con gấu, mấy cái phim mà gấu mập chẳng hạn đó, cái phim mà Kung Fu Panda hay cái gì đó, là anh đụng cái máy đó, anh chỉ cần 5.000 sợi lông của nó thôi là anh render cả buổi. Nó sử dụng một hệ thống máy ghê gớm, rất ghê gớm. Cho nên anh nhìn vô thấy em coi phim kinh công, mà phim kinh công nó còn xử lý vật lý trên cái lông của con đó. Ví dụ khi nó cái từng cái sợi lông một đúng không, lúc mà nó phải dịu, nó cong theo một cái phương trình quán nào đó, nó cong và khi nó va chạm với nhau không nào xuyên qua nào hết, nó phải xử lý trên nguyên cái lông lông và tóc nó, thì anh hiểu là máy nó xử lý thế nào. Cho nên là máy mà yếu yếu Việt Nam mà cứ đòi mấy anh em vô hỏi nó làm phim hoạt hình 3D nó ok sao hết, nhưng mà anh có đủ máy để chạy gì nữa không, anh làm thì được mà anh đem đơn ra phim. Mấy anh em thấy còn mấy cái phim mà Fanta làm ở đây nè, có cái con cái mấy cái kỹ thuật làm hình 3D, phim hoạt hình 3D ở đây này, có ông nào làm cái con thú nào lông nhiều không, làm con gấu hay làm con chim gì gì đó, nó dám làm không? Mà nó có đâu, phim Việt Nam làm á, làm cái con chuột đuổi nó làm gì hơn đúng không? Nên mới hiểu là như vậy, đó là cái chuyện mà tạo nhân vật không gì thôi. Và thậm chí là anh em nói bây giờ tôi thấy anh em ngoài làm những phương pháp rất là cổ điển, ví dụ làm cái con ngựa nó chạy nè, con ngựa nó chạy dĩ nhiên là chân này nhấc lên thì cái chân đằng sau nó phải làm sao, cái cổ nó mắt thế nào đúng không, thì lúc đó nó phải có cái đồ nước ngoài là nó quay, nó chiếu chậm lại cho anh được khung hình, nó quay tốc độ nhanh xong nó chiếu lại để nó thấy con ngựa nó nhấc lên vậy đó, khi nó mô hình nó ra rất là đẹp. Và đi mô hình cái đó là thôi từ từ đến cái phần animation tôi sẽ chỉ cho đó. Vậy thì cái anh muốn làm gì làm thì anisotropic nó lại vậy đúng không, là vật liệu dị hướng dành cho tóc nè đúng không, gì nữa, kiến và những bề mặt kim loại được đánh bóng là chưa, những thông số đó gần giống với bling phong rồi, nó lại vậy đó, cái phản chiếu nó ra lại thế này. Rồi anh em, bling shader đây là tên của một cái ông, một cái nhà khoa học thôi, nhà toán học thôi chứ không là gì hết. Bling là nó dựa trên cái phương pháp tô bóng của phong, phong là ông này là người Việt Nam, Bùi Tường Phong, bữa trước tôi có nói đó anh em, mà Đức Bắc biết rồi, họ ấy biết rồi. Bây giờ là cái này dành cho cái gì biết không, nó giống như của phong, vậy thì phong làm cái trò gì, bling là lấy từ của phong chữa theo một số thông số, vậy thì phong là một cái phương pháp render chủ lực cho các bề mặt, nó làm trơn tru các bề mặt, bất cứ cái đối tượng 2D này anh em nhìn coi có phải là cái đối tượng này nó là cái này không. Giả sử cái quả cầu sphere anh để dạng này wireframe, thực ra những bề mặt này không trơn tru, đó là những lưới tam giác nó có cạnh nó gãy hết, thì ông Bùi Tường Phong ông đưa ra một cái thuật toán là làm thế nào mà biến cái đối tượng này. Ví dụ anh em để là facet, nhìn em nhìn á, làm sao một đối tượng thật là gãy vậy mà nó thành một đối tượng trơn bóng chỗ này. Cái thuật toán của ông Bùi Tường Phong làm gì đó, đó thì đó là một trong những tài tổ đồ họa của máy tính thế giới đó, rất dữ dội. Vì cái phương pháp phong là dành cho cái gì, dành cho nó làm cho tất cả những cái bề mặt mà trơn đục. Phong shading là dùng để render một cách chính xác cho những bề mặt mà tạo cái hiệu ứng lồi lõm á, mờ đục, thấy không, cái xé và cái gì rồi này, các bạn nhìn đây, những cái vật liệu đó, ví dụ như thường là vật liệu là nhựa hay cái gì đó, mà cái độ phản chiếu nó thấp, cái độ phản chiếu nó thấp, nếu mà nó sáng quá thì nó sẽ chói như này. Cái phương pháp phong nó lại vậy, thì bling nó cũng dành cho cái trò đó nhưng với một số tầng cao. Rồi metal shader là gì, metal shader là gì, kim loại thì dùng cho những bề mặt mà giống như kim loại, ok rồi chưa, vậy anh em hiểu ha. Multilayer shader là cái trò gì, multilayer shader là dành cho những cái bề mặt nè, những cái bề mặt mà có cái gì mức độ đánh bóng cao và những hiệu ứng đặc biệt. Multilayer, ví dụ chỗ này, mấy chỗ này nó gọi là multilayer, layer là lớp, multilayer là nó phản chiếu nhiều lớp, thì cái vật liệu đó là như vậy. Anh nào ngồi mà mô hình được cái trên mạng nó có đó, vô cái trang bữa hôm trước là biết rõ gì đó, vô trong đó đăng ký một cặp cao bài là dạy tới đó anh biết, mấy anh em nó làm cả một đống đây mà, đó là tutorial đây nè,
video đủ rồi, đầy đủ cho nó à, mắt mũi ở đâu rồi, phần mềm đâu rồi, đây nè, software là gì, nó Barispark rồi, từ cấp độ gì đó, trong trường hợp là anh muốn là animation, là mô hình hay chiếu sáng hay gì đó là mời anh, đúng không? Nói ôn ở cấp độ nào, bắt đầu hay là cấp độ trung cấp hay là cấp độ nâng cao, nói là fan luôn đi, ok. Thì cái bài giảng nó xuất hiện ở đây, đây là trang chính thức của Wordpress cho cái cộng đồng Wordpress, nó chỉ làm cái cây này thôi mà gãy ra kiểu này thôi là cũng là một hàng cao thủ, đúng không? Sao đó tôi lóc vô luôn, chỉ anh em coi cho nó chút. Vậy là hiểu multi-layer nó là cái gì không? Đó là multi-layer là dành cho những cái bề mặt đánh bóng. Ok. Sao hết. Nó có quá nhiều cái website và nó bị cái trò gì biết không? Một người mà có thể nhiều account á, bây giờ nó kêu link hết tất cả những account đó lại. Bây giờ anh em nói là giờ vô đây tôi xử là Barispark có nó làm đó mà, còn ngoài thì thôi đĩa đó mà nó bán đầy vậy thôi, ngồi một thứ một ngồi render nắm nó chả gì có gì ghê gớm đó. Breaking column in back with đó, có thể là cái gì nữa đây cưng, thôi kệ đó rồi, và vô đó làm. Bây giờ mới nhìn ra đây thằng shader này làm cái trò gì, Orient Ninja Blink để làm trò gì biết không? Orient Ninja Blink là ba ông. Cái này là vật liệu mà thường là thảm hay giải là lấy nó. Render nó bằng cái này. Được chưa? Vậy thì lúc mà lát nữa anh em tự là tự quyết cái tường mình có render bằng cái gì là tốt nhất cái tường. Cái thảm trải sàn là render bằng này nè. Cái bộ cái vật liệu đó đó nó render bằng cái tường bằng cái shader đó. Nó độ bóng bằng cái shader đó. Cái trong cái mấy cái cảnh mà bữa mình làm đó đây nè, đúng không? Nếu thằng này bằng mấy cái vật liệu này là bằng gì đó hả? Orange sapling là đó, cái vật liệu cái sàn gỗ này có thể tùy mình thôi, nó là anisotropic hay là nó là cái gì đó thì tùy mình, được không? Quyết định cái vật liệu đó cho đúng. Còn cái giải dốc ở chỗ này nè, nhà này thì có gì đâu mà dựng, nhà này dễ mà, phải không? Chỉ gán liệu lên thôi. Còn là mấy cái này là tạo nó là editable mesh, là biến thành mesh là nắm mấy cái này kéo thôi, nó có tool nó có làm. Cái này là vật liệu của cái này gỗ, thì cái đó là đây nè các đồng chí. Orange bling là dùng là giống thằng bling, thằng bling thì thừa kế từ phong. Orange bling là của nó dành cho advanced deep field, tức là quét màu tán lớn, nó dùng cho gì? Những cái bề mặt mà mờ đục á, giải các dạng mà giống như là sợi rồi đó, cái dạng sợi đó, thì thằng này nó là terracotta, fabric là nó. Cho nên là anh em chọn cái này cho thảm sàn, giải màn keo cửa là nó. Straw làm cho cái gì? Straw là dành cho cái vật liệu là kim loại, này cũng là kim loại đúng không? Nhưng mà cái phương pháp render nó đơn giản hơn là dùng cái thằng metal shader. Translucent shader tức là những vật liệu mà trong suốt đó, thường là những vật liệu trong suốt thì nó xài thằng đó. Thằng này nè. Hiểu không? Thế đó, nó gán vật liệu thằng này lên translucent shader. Rồi chưa? Vậy hiểu chưa? Rồi, qua đây nhìn cái vật liệu này xong tôi chỉ ra gán vô thôi. Đây, các loại vật liệu này tôi nói anh em. Còn ba là phần này nãy lát nữa tao mà chế, lát chế vật liệu quăng vô thôi có gì đâu nè. Đấy là những vật liệu nào? Material này, setting type đúng không? Standard material nè. Cái đó để tính như sao đi ha. Đây nó có những vật liệu nào? Standard vật liệu là biết rồi ha. Bây giờ vật liệu compound nè. Blend. Đây mời anh em. Nó có hai cái vật liệu, hai thành phần vật liệu đơn. Một cái là cái tường gạch này, là vật liệu dạng gạch này. Một cái là dạng sơn kiểu này. Hai này blend lại ra vật liệu giống vậy. Nhìn đây, này gạch, này dày, hai này trộn ra này. Hiểu kêu không? Nó gọi là vật liệu blend. Và nó sẽ quyết định cái mức độ blend nó thông qua một cái thông số
nó gọi là mix amount value, tôi sẽ chỉ anh em thôi, nó trộn rồi đó vô rồi chưa, mix amount value nè, đây nè rồi chưa, nó có vật liệu composite là vật liệu 10 thành phần. Anh có thể là 10, 9 vật liệu cơ bản nữa là 10. Nó phức tạp. Vật liệu double size là vật liệu này nè. Nói vậy để dễ, nhìn cái hình là dễ hình dung. Vật liệu double size là một cái vật liệu, ví dụ anh gán vô đối tượng, mặt trong là cái này, mặt ngoài là cái này. Cái này có one size à. Rồi, vật liệu morpher là vật liệu này. Nó phải liên quan tới gọi là morpher modifier. Cái này không thể nằm ở đây nha. Multi subject là cái mà bữa trước tôi chỉ anh em gán vô cái cửa đó. Vấn đề là phải gán vô chỉ ID cho nó. Ví dụ như con này là gán 10 thành phần. Chỗ này tôi chọn, tôi nói đó vô số 1 này, số 2, số 3, tôi do tôi chọn thôi. Hiểu kịp không? Nó gán cái con này vô đây. Được chưa? Cell lắc là vật liệu này nè. Anh em thấy nó loang lỗ giống như đó, lấy hai ba thứ đó trộn màu vô. Được chưa? Nó gọi là vật liệu cell lắc. Nó ra cái vật liệu mà ba cái trò rằng ri đó. Để anh em mới quyết định nhân là dùng shader là cái gì. Top bottom là vật liệu này. Trên khác và dưới khác. Inpen là vật liệu này. Nó có một số cái vật liệu. Đó, ra giống như anh lấy mực nước á, đúng không? Sơn nước hoặc là anh nhìn ra đây. Được chưa? Mấy cái phim hoạt hình nó hay làm nó xài cái này. Đây là vật liệu của kiến trúc Architectural Material. Rồi, bây giờ anh dày, giờ ta chế vật liệu đã. Còn cái map là đây nè, mời anh em, thôi lát nữa nhìn. Nói cho qua hết rồi. Ở đây nè. Cái map ở trong vật liệu này nè, khi mà ta làm vật liệu. Giả sử là vật liệu này đi. Thì luôn luôn nó hiện ra dưới này nó có mấy cái map. Mấy cái ô màu ở đây nè. Còn nó bấm vô cái cây này để nhìn thấy vật liệu nó nằm ở đâu. Before, user defined, file nha. Anh định nghĩa vật liệu đó là cái gì đúng không? Anh nào kiến trúc đó, nó là kiến là gì đó. Nó có một số cái template sẵn rồi. Một số nó xét rồi. Này giải, thấy không? Này kiến dạng trong, nó chỉnh thông số đây rồi. Nè. Thấy không? Đó là vậy đó, là do anh em chọn thôi. Ví dụ vô trong nó chọn vật liệu là Architectural nè. Rồi nha, ok. Thì trong đó nó tùy theo cái template mà anh chọn. Gán map. Vậy thì cái map đó là cái gì? Giờ đi quay trở lại với vật liệu standard. Trong này nó có cái map. Nó có rất nhiều cái map. Cái map này là gì nè? Cái map này của nó là nó có nhiều dạng map. Có mấy chục cái map lận. Mình nhìn đây nè, cái map đó là cái này. Nó có 2D map. Từ một cái hình bitmap lấy thảy vô. Đúng không? Cái hình là chuyện bình thường, gán anh em biết. Đây là checker map là ra cái đầu này. Rồi chưa? Composition map. Chung mình nhìn ở đây là tạo thấy vật liệu composition là cái thành phần mà giống do giống như là cái hiệu ứng cháy á, nó gọi là composition. Gradient là màu tán sắc. Gradient á gọi là màu tán sắc. Rồi thằng này nó lại như vậy. Gradient RAM, anh em nhìn nó gradient RAM ở đây. Phải không? Cũng một vật liệu nhưng mà do nó chỉnh vật liệu đó nó gán cái map là gradient RAM standard thôi, nhưng mà gradient RAM. Rồi chỉnh cái này thành ra gì, cái bánh thấy giống như nhiều tầng không? Một vật liệu một. Bây giờ làm đơn giản nhất là mỗi lớp thì mỗi vật liệu thì cái kiểu vậy thì nó phức tạp hơn. Còn cái này là normal map. Nó gọi là normal map, mấy anh làm game hay thích đó. Tức là nó sẽ căn chỉnh với từng cái vector pháp cho nó. Sweep material là như vậy, nó trộn này lại thôi. Là chưa? Time map là như vậy, xin lỗi, width map, time map là như vậy. Mày biết rồi, gạch mà. Vector displacement. Tôi xem cái hình này là vậy. Nó gán đó lên như thế này. Còn đây là 3D map. Có thể vô đây tra được mà, nếu anh em là tiếng Anh giỏi. Nhìn vô đây, đen. Vật liệu Phonop. Đá hoa cương, Maple. Noi map. Thấy không? Chẳng qua là sự hòa trộn của hai cái màu khác nhau thôi. Thường là màu trắng và màu đen. Tùy theo cái sắc độ đó. Có thể là tôi có một cái bề mặt, tôi dùng một cái noise map, tôi áp lên nó. Xong tôi lấy một cái hình mà tôi chụp ấy.
rồi xong nó tùy theo mức độ tiêu sắc độ của nó, nào mà sáng thì nâng lên, mà nào ấy thì lõm xuống, thì lúc đó nó tự động nó lồi lõm lên cái bề mặt đó, chứ ai mà đi kéo trên cái bề mặt đó hết. Tactical mask này, combo chip này, wood nha, stucco nè, giống như sơn nước không, giống như sơn á, sơn gai trên tường á, thì cái chuyện đó lại vậy thôi, anh em có thể coi đó. Rồi các cái map nó chọn cho đúng. Bây giờ ta mới nói tới cái chuyện vậy, có làm một cái vật liệu, làm một cái vật liệu làm vậy anh em coi nha. Bất cứ cái đối tượng nào cũng được. Ok, vật liệu này là cái gì? Vật liệu này là standard đúng không? Rồi phương pháp tô bóng, vật liệu này mờ đục, nói thôi lấy một phong cũng được, mà lấy một link cũng được, phải không? Đó là planes. Và anh chàng này không để là facet, anh này nếu mà để là wide, cái sợi đó sẽ lớn hay nhỏ là lát mình chỉnh ở dưới. Dưới này nó có wide, lớn nhỏ. Rồi cái vật liệu đó anh có thể là gán vật liệu double size, thấy hai mặt luôn, thấy hai mặt luôn, thấy sao nè, phải không? Tôi nói bây giờ tôi không để wide mà cũng để phay mát luôn, bây giờ tôi để vật liệu lập ly, anh em thấy vậy. Cái vật liệu này nè, cái màu quét tán của nó là anh em có thể bấm vô đây chọn màu và sắc độ, được không? Chọn nó. Cái dù cái map đó, hai cái này hiện giờ nó đang khóa với nhau, là cái phần vật liệu ambient là vật liệu này nè, không được chiếu sáng trực tiếp nè, ambient là đây nè, nó có cái đèn backlight đằng sau cho nên mới thấy cái này đúng không? Đó, backlight bỏ đó. Bây giờ nè, anh em mới nói là bây giờ cái vật liệu của anh chàng này là deep field, tôi mới thích anh là tôi lấy một cái hình bitmap, cái hình đó lấy đâu nó lấy cái này nè, lấy hình nào đó lấy vô thôi, nó còn ok và thấy nó làm đây. Thì lúc đó anh em mới nhìn vô đây thấy nó nhảy qua cái cây, hiện thời tôi đang ở đâu, standard đúng không? Nhìn đây nè, các thành phần của nó giống cái cây thư mộc thôi. Thì trên cái thành phần standard đó, bây giờ Quang nói là muốn nhảy vô cái map thì nhìn vô đây mới thấy cái map nó chỉnh thông số. Nó nói bây giờ nè, tiling của anh á, tôi tăng thằng này lên nè, thấy nó thu lại không, tiling đúng không? Và tôi tăng nó lên nè, UV. Mình bình thường là XY, trong đồ họa máy tính nó xài UV và B kép. Vậy thôi, tăng lên đó, được không? Bây giờ ví dụ như lấy lại đó, tôi mới nói ok, vậy thì tôi đang ở đây, tôi lấy lại vật liệu standard vào đây. Nói vậy nè, xin lỗi anh em, anh em mờ, chọn cái quả cầu này nè, dạng tô bóng đi, size nó vô đây, và show nó trong viewport, show standard bus viewport, xem như nó mát vô đây chơi ba, thấy nó lên cái vật liệu nó lên cái gì, show mát, show standard in viewport nha. Rồi bây giờ đi thử nó bấm nó F10, nó làm gì đó, ship quy render luôn, là đó vậy. Nhưng tôi mới nói là bây giờ cái vật liệu này bấm M trở lại, nói là bây giờ ở dưới này nó có cái mát, như vậy thì deep field mát tôi có chưa? Tôi rê nó xuống dưới bơm mát nè, rê thả nó xuống instant luôn, thêm cái bơm mát nữa, anh có thể tăng cái mức độ của bơm mát lên bao nhiêu phần trăm đó. Rồi nha, biết làm gì không? Bơm mát nó làm như này nè, bơm mát mát standard mát này đúng không, nó có một cái thuật toán đó là sợp đi, đó là bơm map để nhìn thấy cái hiệu ứng nó làm nổi lên thôi, nó gọi là bơm map. Bơm map đây nè, bơm map nè, thấy này không? Bình thường cái này là cái hình 2D thôi, không có gì hết, nó có nổi lên vậy được, nhưng mà lấy cái hình đó thấy ngay chỗ này, ví dụ đây là bơm nè, thấy nó nổi lên, ai mà ngồi mà làm cái này, hiểu không? Hoặc là anh em thấy cái trái banh mà cái trái banh bóng rổ đi, mấy cái đường chỉ của nó đó, hay để trái banh lông hay trái banh mà tennis đó, làm sao mà anh ngồi làm được cái rảnh đó, không lẽ anh làm cái quả cầu lên rồi xong anh ấy đó, mà anh dùng hiệu ứng bơm mép, mà bơm mép trường hợp, trong trường hợp này là tôi làm là gì, cái deep field
tôi quay lại cái ở trên đầu của nó đây nè, anh thấy ở đây nó có deep fill không, thành phần deep fill ở chỗ này nè, M là có material này nè, nó đang xài cái này và nó có một cái bơm mát là xuống dưới này kéo mát lên, mới nói là tôi sẽ làm hiệu ứng nổi bằng cách tôi rê tôi thả ở đây luôn. Tức là hai anh chàng này trùng nhau không, trùng, như một cái dùng để gánh vật liệu và một cái dùng để tạo hứng nổi lên. Giờ ví dụ cái anh ốp gạch vô cái tường này nè, đá trẻ gì đó anh ốp lên cái tường này nè, làm sao thấy nó nổi, nó là cái hình 2D thì dán bơm mép vào đó tự nhiên nó nổi lên, để kiểu không, nên là tôi kiếm cái hình ở trong này nó nổi đó, bơm mép nó lại như vậy nè, còn này nó bơm mép nữa. Tôi ra ngoài tôi sợ bơm mép cho anh coi, bơm mép thấy không, thấy nó nổi không, cái hình 2D nhưng nó muốn nổi lên được thì nó phải dùng nó là bơm mapping. Nên này anh nhìn cái hình này nè, hình nó hình 2D hoàn toàn. Bây giờ ví dụ cái gạch này chẳng hạn, ngoài ví dụ nhà thờ Đức Bà đi xây bằng gạch đỏ, cái đường cái hồ của nó là tự động nó cho lõm xuống, cái gạch nó nổi lên giống vậy. Thì ví dụ nó có cái bơm mép đây là nhìn này là bơm mép nè, cái quả cầu này có thay đổi gì đâu, nó là cái hình bình thường nó map lên cái quả cầu đó, thấy kịp không? Nhưng mà để tôi xem là từ nãy tôi gán rồi, tôi quên mất rồi. Thằng này nó gán lên đây nè, mắt ẩu lên đó hả, modifier. Rồi anh em có thể chỉnh những thành phần khác, vậy là cái cây đưa một này để cho mình đi qua lại giữa các thành phần vật liệu đúng không, ở trên này thì đó vật liệu nè, đó đi lên go to parent, đi xuống đây nè, ví dụ anh em bấm ở đây thấy nó nè, đi ngang đối tượng ngang hàng nó, có phải nhảy ra đây không, đi đối tượng ngang hàng nó, đi lên cha nó, cái này một cái lại vậy. Vậy thì ambient color chính là cái phần anh em mới nói là bây giờ cái màu deep fill này, một là tôi lấy màu tôi để vô đây, tôi không lấy màu đó nào là RGB đúng không, nó còn cái kênh nữa là kênh trong suốt. Anh em biết là cái game á, lúc mà làm game 2D á, anh chơi game 2D hoặc 2D rưỡi, ví dụ anh nhìn chơi Võ Lâm Truyền Kỳ hay là một cái game gì đó, anh nói là bây giờ nó có cái nền ở đằng sau nó vẽ cái bản đồ. Game 2D với game 3D hoàn toàn khác biệt nhau về kỹ thuật lập trình và khó, mức độ khó lên rất rất nhiều lần. Bây giờ lý do là sao, nó gọi là alpha channel, anh nào mà đi dựng phim mà thể hiểu không đó, channel hình như vậy tôi nhớ là vậy, alpha channel là vậy. Anh nhìn thấy cái hình này không, nhìn thấy này không, thành đài lầu đài gì đó không biết, là con ngựa con heo con chó gì đó không biết, cái gì con heo này nè, này có RGB và alpha đúng không, cái kênh alpha nó sẽ cắt bỏ cái nền ở đằng sau, nó chỉ lấy lại đối tượng thôi, anh tăng cái kênh alpha lên trong suốt lên nó sẽ cắt bỏ cái nền đen đằng sau. Vậy thì lúc mà tôi làm cái cây, hiểu kịp không, anh em hiểu lúc mà làm, anh nào học Revit hay là anh nào làm RBC của thằng Acquisition á, hai cái hình này anh có thấy hai cái hình nó chẻ nhau vậy không, anh nào học Revit á làm hai cái hình nó chẻ nhau nè, hai cái hình nó để vô vậy nè, nó để xỏ nhau vậy nè, nhưng mà bây giờ giả sử tôi có cái nền là cái khu mà cái game, trong cái game của anh chơi tôi có cái con ngựa chạy cạch đúng không, con ngựa đó nó chạy bình thường nó là một cái hình, nhưng con hình đó là nó cứ lập trình nó cho nó đổi hình liên tục, anh thấy con ngựa nó chạy. Nhưng mà nó chạy như vậy thì ở đằng sau nó là nguyên một cái hình. Anh hiểu lý do tại sao mà reaction là màu đỏ và màu đen không? Đỏ là cái màu của reaction, màu đen là màu của game. Anh để ý mấy cái website của mấy cái game á là màu đen. Màu đen nó là cái này nè. Nó lưu ý chi không? Cái con ngựa nó chạy lên cái nền như vậy, nó nguyên là nguyên cái hình của nó là hình chữ nhật, nó cắt làm gì hơn đâu, anh đâu có ngồi thời gian mà anh cắt cái kia, nó là cái hình chữ nhật thì nó phải tăng cái kênh alpha, nó dùng cái kênh alpha nó cắt bỏ cái nền, nó để lại cái hình nó trong suốt, anh nhìn thấy cái hình đằng sau, rốt cuộc anh thấy cái hình cái con ngựa trong trong game nó chạy cạch, nó chạy vòng, hiểu kịp không, lập trình 2D game nó là cái trò đó. Cho nên là trong vật liệu này anh nhìn thấy nó làm cái cây này nè, bây giờ tại sao nó làm, nó chế cho anh cái cây đó lúc anh em nào nó Lumion hay kiểu gì đó, tôi nói à anh làm body smart rành đi, anh chế được cây, chế được người trong Lumion, tôi làm một cái nhân vật chuyển quạt nhảy tới nhảy đuôi nhảy nhót gì đó, con ngựa chạy, ngựa đứng lắc đầu qua lại,
trong Badesmart, tôi xuất đó qua cái chuyển động đó, tôi xuất qua bên bên Lumion nó lấy vô. Vậy là làm kỹ thuật nào để lấy gì, tôi có một tự vận động, tôi chế một tư diện cho nó. Vấn đề là như còn cái game mà 2D mình chơi, mấy anh em là chơi game 2D thấy cái hình cái nhân vật nó chạy lăn tăn trong đó, thật cái bản chất của nó là một cái hình chữ nhật, cái hình game Mario vậy, nó chạy đi hái nấm cho tưng thì thật sự nó tăng cái kênh alpha, anh thấy nó lấy được cái này chỗ này là cái nền đằng sau nó bỏ mất tiêu này, nhìn cái con này là hiểu rõ nhỉ? Cái con này nó được cấu tạo bởi ba màu là RGB và nó có một cái kênh alpha, nó làm thằng đó cộng hết mấy đó lại là đằng sau này trong suốt, còn có mỗi cái này mà trong suốt cái nền này. Nãy em thấy cái trong suốt của tôi làm chỉnh lên không, cái trong suốt lên vậy anh mới áp cái thằng đó lên cái nền đó, nhìn qua thấy cái này nè, à thì ra nhìn cũng hay ha, nó chạy không thấy, thực ra nó đúng là cái hình chữ nhật thì nó chạy này. Còn trong game của anh mà nguyên đóng hình chữ nhật chạy ai coi, này nó che đầu kia sao coi được không, nó giống vậy. Vậy vậy lúc mà anh thu cái nền, anh thu một cái nhân vật trong đài truyền hình nó tu đứng trên cái nền màu xanh, cái ông mà lúc mà thu nhìn xấu mắt rồi hiểu không, nhưng lúc nó đưa lên nó cắt mất làm sao á, kênh làm sao cái màu đó là cái màu nó cắt dễ nhất, nó cắt mất cái nền đó. Cho nên là lúc mà nó dặn là khi em thu hình là anh không được bận cái màu đó. Tự nhiên có cái ông đeo caravat màu cái nền đằng sau đó rồi cái ngực ổng lủng lỗ đúng hình cái caravat, nó không được không thu hình nó được. Rồi anh em nhìn đây ha, vậy thì những cái thành phần vật liệu đó là còn sắc độ, độ bảo hòa màu gì đó vân ha, là cái đó chuyện đó là do mình giờ hiểu cái cây đó. Vậy thì thường thường hai này nó khóa với nhau, tức là ambient và này, còn specular là anh em bấm ở đây, nhưng mà specular tức là cái độ rọi rực nhất thằng này. Thằng này nếu thằng này vật liệu nó là kim loại thì anh nhìn xuống specular level, level đó nè, nãy nè tăng mức độ chói sáng của nó lên, cái độ rọi của nó tập trung hay không là do mình. Anh thấy cái đóm này nó gom vỏ chói thực là chói, hiểu kịp không? Còn nếu mà anh nói là bây giờ cái vật liệu ở chỗ này thì anh chọn nãy là gì, anisotropic, thì anh thấy là specular highlight của nó hiện lên hai cái mức độ. Cái thứ nhất nó ra cái đèn clip mà mức độ, cái thứ hai cái này anisotropic tăng lên, để coi nó chọn cái vật liệu đó là cái gì, orientation. Tôi tăng thằng kia đâu ta, có một cái này tập vô cùng. Cho nên là cái kỹ thuật đồ họa của mình đó anh em, cái là thế giới nó làm là tới đâu, nó làm tới đâu rồi. Những cái trò giống vậy, Badesmart ngày xưa là không thèm bán. Anh nhìn thấy cái này, nhìn đây nè, đúng không? Thấy không? Cái độ chói đó, glossiness là cái độ rọi chói của nó, mức độ chói, mức độ dị hướng của hai thằng đó. Đó, nếu mà dị hướng ngáy quá nó sẽ biến thành cái hình clip bẹp luôn cái đường này nè, cái hướng nó quay hướng nào kịp không, nó tạo những hiệu ứng lên đó. Thì hiện thời tại vì tôi đang tài cái bộ tô bóng là anisotropic nên anh chọn dạng khác, multi layer thì lại có một cái thứ nhất, cái thứ hai, anh em nhìn dung được đây ha, đúng không? Cái cách đó gắn vào vật liệu nó có một cái là map modifier thôi, trên này nó có một cái đánh là để gắn vật liệu, nó có một cái tên là map modifier, UV map, nhưng mà tôi là UV map. Bấm lên nữa nó nói thằng đây á là nè, anh đừng map vậy mà anh ngáp tình cầu, tại cho tôi gắn sao mà thằng này nó không thấy ta, lâu quá tôi quên là nó gắn hình cầu hay string wrap. Thôi đi, để tôi gắn cái vẽ cái quả cầu ở đây, tôi gắn nè geosphere, cái vật liệu này nè, M gắn đó vô đó, này nó show cái thằng map mình lên coi, này là lưu vô vật liệu, này copy vật liệu. Mấy anh em hiểu được cái chỗ này chưa? Tùy theo cái bộ tô bóng mà nó sẽ xuất hiện cái này khác đi, những thông số cơ bản trên này là giống nhau, đồng ý không? Còn nếu vật liệu này là tự phát sáng, ví dụ tôi bấm vật liệu này là tự phát sáng, tự phát sáng thì nó là cell illumination, nó là phát sáng không, mức độ phát sáng của nó nè, sáng không, thấy nó sáng không, sáng. Tôi gán sao mà nó bị cái này ta, hoặc là anh em có thể lấy mấy ô vuông này, tức là những cái map
lấy cái map này gán vô được không? Mỗi map, mỗi thông số khác nhau, nãy tôi tới 35 cái map khác nhau. Vậy thì cuối cùng là mình có thể tạo được vật liệu và gán vào đó. Ok. Bây giờ vậy nè, tôi làm chuyện này. Vậy thì chọn vật liệu, chế vật liệu, gán cho nó, chỉnh những thông số. Nếu anh có chọn khác đi thì những thông số này nó sẽ khác đi thôi, tại vì là chỗ này nó khác. Còn anh em ví dụ nó làm bơm mép thì cứ nắm về rê này thả xuống bơm đâu rồi. Này nó không thấy bơm ở đây luôn nha, nó là vật liệu nó không làm mấy. Deep field level. Vâng, là do anh em chỉnh ở chỗ này. Thôi giờ anh em tạo một số vật liệu đơn giản xong tôi nói qua, ví dụ vật liệu nó có những cái vật liệu khác, này không phải bitmap nữa. Này phải đi lên cha của nó kìa. Tôi bấm vô cái ô thứ hai và tôi nói nè, cái vật liệu đó là vật liệu hai thành phần plan. Nói quăng vật liệu cũ luôn. Vật liệu này hai thành phần, phần thứ nhất của nó là màu này nè. Không lấy màu nữa. Là lấy cái hình khác. Checker. Được chưa? Thành phần thứ hai của nó là một cái thành phần khác, nên nói là thằng đó là đen. Quay lại vật liệu này mới nói là anh chàng này nè, vô đây nè anh. Thằng này nè, vô đây nè. Hiểu không? Nó trộn hai đó lại đó. Mức độ trộn của nó là bao nhiêu? Mid about. Nói 50-50, mỗi thằng 50-50. Hai thành phần. Hiểu kiểu không? Đó là vật liệu hai thành phần. Anh lại có một cái vật liệu khác, anh bấm vào đây nè, anh nói nè. Cái vật liệu đó không phải là vật liệu flan nữa, mà là vật liệu là top bottom hay là double side ha, hay là vật liệu nó là gì đó, là top down, top bottom nè, đúng không? Bấm top bottom. Top bottom nó dính cạc material. Nó nói dạ, vật liệu top là vật liệu này nè, được không? Vật liệu thứ hai là vật liệu này nè. Swap lại là thằng lên trên, thằng xuống dưới. Đôi khi nó cần cái vật liệu, những vật liệu hai thành phần. Vậy thì tất cả vật liệu này được cấu tạo từ những vật liệu đơn. Hiểu thông số vật liệu đơn thì làm vật liệu phức hợp. Vật liệu mà composite là vật liệu này. Tôi nói vậy thôi chứ chưa thấy đâu hết đâu nha. Composite là vật liệu đít cạc này, biết làm vật liệu này làm gì không? Nói dạ, thành phần cơ bản của em là thằng này. Nó 10 thành phần lận mà. Đúng không? Thành phần thứ hai là này. Thành phần thứ ba là thành phần này. Được không anh em nói chế vật liệu này, nói dạ thằng này là màu của nó là thằng này. Đâu rồi, quay lại cái vật liệu đó đâu rồi? Nãy là đây đúng không? Nói dạ vật liệu đó là vật liệu thứ 4, số 4 của nó là vật liệu số 3. Mức độ mà anh này additive, tức là anh này sẽ cộng màu. Subtractive là trừ màu, mix là nó sẽ gì, trộn màu lại với nhau. Tùy theo sắc độ, hiểu kịp không? Vậy thì vật liệu đó tới tính 10 thành phần. Thế nên là cuối cùng thì mấy anh mà ngồi mà làm render mẫu nhà thì nó nhiều. Rồi mấy cái đĩa mà tôi bán, cái bán ngoài kia nó có nhiều cái mẫu để cho anh làm nội thất. Nhìn cái mẫu cái đĩa nó bán ngoài kia nhiều lắm. Cái đĩa gọi là art model á, thấy không? Art stereo, rồi ever motion, rồi đó, đầy nhóc luôn. Để nhiều cái mẫu nhà trong đó. Rồi lâu render mấy em nó học nội thất. Học mấy năm trời dạy cái trò đó. Cho nên là nội thất ra ngoài làm là cũng lên bờ xuống ruộng như vậy. Tôi ra ngoài tôi reset lại cái làm việc này, tôi dễ cho nó một cái. Dễ cho nó một cái trụ. Cái trụ này tôi để dạng wireframe. Anh em nhìn thấy cái trụ đó gồm có chiều cao của nó hay segment là 5. Ok. Bây giờ hay segment là 5, tôi có thể nhìn nó ở đây đi. Nhìn nó cái mặt nào đó. Biết làm gì không? Gán vật liệu, gọi là ra gán cho nó một cái modifier tên là Max Select M. Max Select Fade cũng được. Quét ngang đây. Được chưa? Vô trong đó, sau khi chọn được nó xong, vô trong này nó có một cái M nữa là Material ID. Nó tên là Material. Tên là Material không làm gì hết á, anh chàng này chỉ làm một cái chuyện là đánh số đó thôi. Enter. Chạy ra ngoài Mesh Select tiếp. Quét cái đoạn giữa. Và vô trong kia Material. Thành phần là số 2.
chạy ra ngoài Mercedes, cái thao tác nó rất là đơn giản. Cái chi ông thích chỗ nào quét chỗ đó và đặt cho nó một cái tên. Đơn giản là vậy, xong gắn nhiệt liệu chỗ đó là số 1, chỗ đó là số 2. Anh em hiểu chưa? Không? Gắn vô đúng chỗ. Bây giờ tôi quét ngang vậy giờ anh chọn cái mặt đó được không? Được vậy. Nhiệt liệu đó, material. Anh chàng đó là số 3 phải không? Cho nó hết đi 5 thành phần thôi. Một cái nữa là Mercedes. Quét này. Giờ làm gì nữa? Material thấy rất là nhàm đúng không? Đó, nhưng mà nhờ nó lại dạng đó số 4. Ra ngoài cái cuối cùng, Mercedes. Quét dưới. Material. Material đó rồi, đây. Đó là số 5. Xong lại một cái mẹo nữa là trước khi kết thúc, đúng thôi lát nó gán hết nguyên cái đống này luôn là một vật liệu á. Cho nên là anh em mình chọn Max Select. Thấy không? Chả làm gì hết. M. Vật liệu này là multi substrate. Bữa hôm biết rồi. Biết kẹp all material. Mấy thành phần? 5. 5 thôi. Màu của anh chàng này là vật liệu này nè. Bấm thẳng sắp material này. Này nè. Màu này được không? Được không? Này. Chọn màu khác đi. Xanh này nè được không? Cứ chọn 5 thành phần thôi. Anh chàng này. Này. Rồi, 5 thành phần đó bấm lại ngược này nha. 1 Vậy thì thích chỗ nào chọn chỗ đó. Tạo 5 thành phần nhiên liệu đó gán. 5 thành phần đó là tôi đang giờ chọn vật liệu đơn, anh em là có thể chọn những vật liệu khác. Ở dưới cái chân cột này là vật liệu khác, ở trên đó là vật liệu khác. Ok, làm cái đó đi. Rồi, giả sử là anh về tôi vẽ đây là một cái khối hộp, một cái cầu, một hình trụ. Rồi chưa? Bây giờ ví dụ trên đó tôi bấm cho nó một cái vật liệu. Tôi chọn cái vật liệu đó là cái gì đó, lấy cho nó cái hình vật liệu một này nè. Và standard thôi ha, còn trong nó còn nhiều lắm. Mấy anh em đổi cái thông số này đi cũng được không? Lấy cái bitmap. Bitmap đó lấy cái hình này đi. Phải không? Ví dụ cái hình đó. Cái hình đó xong mới nói là đem map nó lên vật liệu, map lên đối tượng và show nó trong cái đó. Ở đây nó hiện được cái đối tượng đó để xem nha. Nó show hình đó. Thì thông số của nó là gì nè, còn dưới này nó còn nhiều lắm, lát tôi giải thích. Thì lúc đó tôi mới bấm lên này cũng vậy nữa nè, bấm cho nó một cái M và chọn đây một cái hình khác đi. Mà xin lỗi nha, lấy cho nó cái vật liệu, lấy cái thông số khác, bitmap. Map cũng được, ok, map bồ hay là gì đó giờ tùy mình thôi. Lấy cái hình này, ok, dán vô đó, rồi chưa, show lên trong cái bitmap để cho nó hiện này lên á, cái này là shift key và nó render thôi, rồi chưa, thấy này đúng không, cái hình này nè, shift key. Bây giờ ví dụ như tôi gán lên cái quả cầu này, tôi đánh M nữa, rồi nói là cái quả cầu này lấy một cái hình khác, đang muốn nói chuyện khác đó mà, checker là chú đó gán vào đó, và shift key. Đây nó đây như vậy. Vậy thì nhìn vô đây làm sao mà biết nó vô cái nào, vô cái nào. Bây giờ mới bấm lên đối tượng này, giả sử là cái hình này. Anh em mới chạy vô trong này modifier nè. Đánh chữ U. Nó có một cái gọi là UV map, UVW map chứ là XYZ á, map. Đúng không? Bấm lên đó map nó hỏi là bây giờ nè, nhìn ở đây nó có cái gizmo này, nó có một cái hình. Cái gizmo nó chính là cái đối tượng đại diện cho cái chuyện mà map đó. Hiểu không? Map tức là cái ánh xạ đó, mapping chính là ánh xạ đó. Bây giờ nó map theo hướng này, giả sử vậy tôi nói chứ bây giờ này tôi có thể dời này lên xuống và phóng lớn thu nhỏ này được không? Thấy không? Cái hình đó, đó chính là cái hình, giả sử vậy anh em thấy là bây giờ tôi move này lên. Nó là cái đối tượng, mình map đâu có phải map ngẫu nhiên, ví dụ nó map cái chữ nó chạy theo hướng đó. Hiểu không? Hay là mình lót gạch đó, đâu phải một cái hình ngẫu nhiên. Mà nó là chuyện đó là nó nhảy bao nhiêu lần nó xếp lại thì lúc đó anh em nó bấm vô shift key vô đây.
thấy cái hình này nó khác. Ví dụ như trên cái này nè, tôi bấm vô đây, tôi bấm vô cái đối tượng này, tôi bấm vô cái đối tượng là cái gizmo này nè. Dưới này nè, nó hỏi là bây giờ cái phương pháp chiếu quanh mapping là ánh xạ đó, map cái hình nó lên là mặt phẳng phải không, plana. Nó nói ok, nếu mà plana tôi làm cái này là plana nè, box giả sử vậy, mỏng xíu vậy thôi đúng không. Nên tôi mới lấy một cái vật liệu M là vật liệu này, lấy một cái hình nào đó, lấy một cái hình nào đó mà tôi map lên đó. Nói bây giờ cái hình này nó có cái gì ta, kiếm cho nó cái hình đi ha, ít map một hình nào đó, giả sử là lấy hình nào đó được đẹp thôi, có cái hình nào không, ví dụ tôi lấy cái này đó, map đó lên cỏ phía gì hay là cái gì nó do rồi gán đó vô. Nhưng mà nếu mà nhìn lên đây là cái box, nó là cái này đi, nhìn xem lần cái khối nó lại vậy đúng không. Bây giờ gán vô đối tượng, nhưng mà đối tượng này thật sự là tôi muốn là nếu mà tôi ship quy render thấy cái hình nó nằm vậy, anh em zoom nó lại gần đi, ship quy nhìn ở đây nè đúng không. Bây giờ cái hình đó nó muốn khống chế kiểu nào đó là theo tôi đi vô trong này, tôi UV map, đánh chữ UV map và chọn nó, đó là plana. Thì lúc đó nó hiểu đó là plana là cái này, hoàn toàn là có thể dời cái gizmo đó lên xuống được. Gizmo là cái đối tượng đại diện cho một kia, được chưa? Tôi có thể thu phóng nó lại được không, kéo nhỏ lại được không, kéo nhỏ lại, hiểu không. Đây là chính là cái hình của mình map vô đó, đó là shift quy. Cái hình này nó sẽ là, thấy nó nằm đây không nè. Giờ tôi kéo này vô, nhỏ vô nữa, nhỏ lại vậy đó, rồi shift quy, thấy nó nhiều không, nó lọc lại đó đó. Nhưng mà anh em nói bây giờ tôi không thích cái đó, tôi nói bây giờ này dưới này nè, anh có thể chỉnh lại chiều dài chiều rộng của nó, chỉnh theo tỷ lệ đàng hoàng, chính xác đàng hoàng chứ không có nói gì hết, chiều cao của nó rồi chưa. Hoặc là nói bây giờ tôi xếp theo trục đâu rồi UV gì đó, tôi nói là ok này xếp cho 5 lần, chú này là xếp là 3 lần rồi render mấy lần á, nó xếp đó, nó lặp lại trên một cái đơn vị, cái hình này nè được lặp lại mấy lần đó, do mình. Rồi anh em mới nói là bây giờ tôi xếp nó theo cái hình map nó theo hướng nào, Z, X hay Y là cái hình nó khác á, hiểu không, nó chiếu từ bên này qua nè, tức là vị trí của cái hình đó hoàn toàn có thể giải quyết được. Anh em mới nói là fit, là tự động nó fit lại này, hiểu kiểu không. Như vậy thì tôi lót gạch cái sàn nhà lót được không, lót gạch cái sàn nhà. Anh em lên ví dụ như trong này nó có cái trang web, nó lên cái trang mà pixel của họ, nó lấy cái hình nó lên cắt cái ô và cái lo gạch đó đó, xong rồi nó gán. Cho nên là gán vật liệu như vậy, ví dụ như chú này là hình cầu, xin lỗi nha, cái này là hình cầu, cái này ra khỏi gizmo đó luôn, cái box nó này nè đó. Bây giờ chú đó là một cái mapping UV map, UV map mà chú đó nó sẽ là hình cầu, nó map này lên hình cầu, thì tôi tăng cái số lần của nó, tôi nói là fit vô đó, hay là tôi tăng nó lên, tôi scale nó spherical, mà spherical nó lớn lên, xin lỗi nha, cái gizmo chứ không phải là cái hình đó, gizmo là cái chính là cái đó đó, rộng ra đây nè. Cái hình này tôi có thể thay đổi số lần tiling của nó, khác không, phải không, thấy nó khác không, số lần lặp lại của nó gọi là số lần tiling, xếp gạch được chưa. Vậy anh em có chỉnh, còn nếu anh em nói bây giờ anh chỉnh thích theo đúng cái hình đó luôn thì nó sẽ ra cái hình này, được chưa. Số lần lặp á, chỉnh lại và nó thích cái hình nó vô vô đúng đối tượng luôn, cái gizmo nó vừa thích vô đối tượng này nè. Còn ở bên này nó là cái gì, dưới này là sphere, cái này là cái quả cầu, xin lỗi là cái hộp, cái box đó, cái móc đó thì lúc đó tôi dùng cái UV map, UV map, UV mapping, và tôi nói đó là box và cái đó thích vô đúng đối tượng, thích đó rồi thôi thì làm cái đó đi, đã tính làm cái này là hình gì, giờ về hình trụ đúng không, trụ thì chú map đó, UV map chú đó chính là gì, ceiling. Tôi chưa để cái cáp nha, để nó map đây, nó trên đầu của nó là cáp, nhìn lại đây nè, gần đầu nó xếp cáp đó. Bây giờ anh em làm ơn là ra ngoài tạo vật liệu và dùng UV map để tỉnh lại cái vị trí của nó, giả sử tôi có một cái dòng chữ chạy mình sẽ làm cái đó nha. Rồi giả sử đi, tôi cho phóng lớn cái này lên nha, đúng không. Bây giờ tôi tạo một cái khối hộp ra đây, một cái hình cầu, một cái hình trụ, đó là những cái kiểu mà nó map giống vậy đó, nó map vật liệu.
Thì bây giờ nè anh em, có dụ giả sử tôi vẽ một cái box ra đây nha, vẽ một cái box ra đây, tôi gán đánh chữ M, tôi gán một cái vật liệu nào đó, giả sử cái vật liệu đó là standard, vật liệu đơn một thành phần thôi, vật liệu chuẩn, bấm nó xài cho nó một cái map, giả sử lấy cái hình bitmap mà nó hơi đấy chút xíu đi, nó có cái hình nào không, có hình mini sẽ photo matrix nè, ok set để coi nó có cái hình nào không nha, military scene có không, có. Giờ giả sử tôi ra chỗ my document trong my picture rồi, ok là beautiful sky, ví dụ lấy cái bầu trời đó. Có cái bầu trời này, những cái thông số của cái bitmap đó thì rõ ràng là mình thấy cái cây này bữa hôm trước là nó nằm ở đây đúng không, mình đang nằm đây nè, mình lấy cái bitmap đó nhìn nó hỏi nè, cái texture này nè được gán ở đâu, gán trên cái UV offset styling là anh em gán vô đối tượng đã, là đối tượng nó chính là cái này đúng không, show nó lên, nhưng trong này nó không hiện rồi, thì lúc đó cái hình đó styling bây giờ shift Q là nó ra cái hình chỗ này, tôi phóng lớn cái chỗ đó lên cho anh em coi. Nếu mà tôi không dùng cái UV mapping, tôi map thẳng trực tiếp đối tượng ở trong này luôn, anh em nói là bây giờ là tôi shift Q cái đó, shift Q cái này nó lên hình này đúng không, cái hình này nè, bây giờ với cái hình đó tôi tăng cái lời số lần styling theo phương này 10, render lại nè, thấy không, thấy cái hình nó tăng lên là 10 lần không, nó xếp này theo phương này là 10 lần, những cái hình làm như vậy nó khó chịu lắm, nó nói bây giờ cái này là còn lại 1, đó là trả lại đó, anh em lại tiếp tục tăng cái này lên 5 lần là theo phương này ra đây 5 lần, cái số lần này nó xếp cái này 5 lần, cái này 5 lần thì ra cái hình, cái hình đó, 5 lần. Vậy thì cái thông số đó ta gán ở đây, nó nói bây giờ mirror đối xứng hay gì đó, cái này nó quay đi xung quanh được x, được y, được z gì đó, nó quay xung quanh đường này là 45 độ angle, lúc đó quay đi shift quy, xin lỗi nha, shift rồi chưa, nó ra cái hình này quay đi 45 độ, anh em thấy cái chữ nó, dù sự tôi có cái chữ đó sẽ quay đi 45 độ này, một cái này quay lại là một đi, tức là tôi chỉ trực tiếp ở trong đó, nhưng mà lý do tại sao người ta không làm chuyện này, cái hình nó quay đi đó, nó quay đi 45 độ nè, nó quay theo hướng nào là do mình quyết định ở chỗ này. Rồi anh em nói là bây giờ làm mờ nó đi, nói là mờ nó, hệ số làm mờ nó là 2 lần, cái hình này nó sẽ mờ đi, nó bị nhòe đi đấy, nó 5 lần, nó nhòe đi không, thấy nó nhòe đi không, nó có khi nó cần hiệu ứng nó nhòe đi chỗ đó. Blur offset là cái hình đó, cái hình đó nó mờ đi là một chuyện, nhưng mà nó giống như là nhiều cái hình mà chồng với nhau nó làm mờ đi, nó giờ nó mờ đi được khoảng chừng offset là bao nhiêu đó, 20%, à, xin lỗi đó, làm bộ là 0.5 đi, 0.5 cái hình đó render, thấy nó hình nó mờ đi không, cũng cái hình đó, nhưng mà tức là những thông số anh em đều có thể chỉnh được ở đây, quay cái hình đó, quay hình đi hướng nào là do ta, phải chưa? Vậy thì những thông số trên này là làm được, anh em là tiếp tục xuống xuống dưới cái này, là bây giờ tôi lấy cái khối bên này, sau khi chỉ cái UV map, bây giờ giả sử tôi có cái khối này y hệt vậy, lấy cái vật liệu đó, lấy một cái vật liệu khác, lấy cái hình bitmap, lấy cái hình nào đó cũng được, không? Lên internet lấy hình nào cũng được, vô net lấy, rồi nó gán nó vô đó xong bây giờ ví dụ như đó, shift quy, lấy cái hình nó nằm ở gì, vậy cái hình đó đó, tôi mới nói là noise, ngoài những thông số trên này tôi giải thích anh em rồi, anh em nói bây giờ này trên cái hình này nó có nhiễu, noise nó là nhiễu, mức độ nhiễu của nó là bao nhiêu, nó 0.5 hay bao nhiêu, xin lỗi nha, đấy 1.52 đó, 2 có không, rồi, anh render. Cái nhiễu ở trên này tăng số lần nhiễu lên, đây các cái tâm nhiễu ở mao mức độ level của nó lên 10, có rất là nhiều thông số như đó mà mình có thể làm được, chỉnh lên đối tượng nha, chỉnh là nhiễu, kích thước của cái tâm nhiễu đó lớn hay nhỏ, đây sẵn là tôi giải thích cho anh em thôi chứ còn ok, đó là nhiều khi là mình phải về mình làm. Vậy thì tăng cái số tâm nhiễu trên đối tượng đó on, hình bitmap là đây, thế bằng một cái hình khác, thế bằng một hình khác được không, lấy một cái hình khác, a là hình gì đó tôi không biết đâu, ok lấy vô đó rồi gán lại và render ra hình khác ở dưới này nè, hình đó như anh em chỉnh dưới này nè, nó có một cái nữa bấm vô đây, cái này là dành cho diễn họa, cái này khi nào thì vật liệu nó xuất hiện bật start frame của nó, nhưng mà tôi không nói chuyện đó tại vì chưa làm animation, anh em xuống dưới nè output mới nói nè, enable cái color map lên, cái mức độ output của cái vật liệu này nè ra bao nhiêu phần trăm, tức là nó tăng lên nhiều ít output, REB nó set thì anh em mới bấm vô đây nó là ok, tôi chọn add một cái giá trị add point
này là mu lên mu xuống, nó dời lên hay là dời ngang, cái hình ở tôi render nó khác rồi nha. Và mấy cái hình, tức là để tôi xem cái này nha. Coi nó lấy thằng này XYZ áp điểm vô đây rồi coi nó này, để lấy RGB chứ, xin lỗi RGB. Tôi nói bây giờ tôi lấy màu, tôi chỉnh màu đỏ luôn này, tôi chỉnh cho anh em coi nè. Không, bây giờ này, trước khi mà chắc là tôi đi vô chỗ đó nó hơi tốn thời gian một chút xíu. Anh em lên phía trên này nè, chỉnh những thông số này để coi nó thay đổi như thế nào, xong chúng ta sẽ quay lại UV map. Được không? Rồi, chỉnh đi.